nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đón chào năm mới Tân Sửu 2021, hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng và 70 năm ngày Báo Nhân dân ra số đầu. Chiều nay tại trụ sở Báo Nhân dân đã phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật giới thiệu cuốn sách Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Về phía Báo Nhân dân có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Cuốn sách bao gồm 3 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị tổ chức tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội 13 của Đảng và tuyển chọn một số bài viết ý kiến của các nhà nghiên cứu khoa học, cán bộ, lãnh đạo, quản lý, bạn đọc trên cả nước, bày tỏ chia sẻ, đánh giá về nội dung và giá trị tư tưởng 3 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đăng trên Báo Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng. Cuốn sách được ra mắt vào thời điểm này là sự nỗ lực lớn của Báo Nhân dân và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc là tài liệu quý đối với các tổ chức đảng, cấp ủy trong công tác chuẩn bị tổ chức, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội 13 của Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao tặng sách cho một số thư viện để làm tài liệu quý trong nghiên cứu và học tập.